Quỳnh Hương blog cuộc sống Úc. Mến chào quý cô chú bác anh chị em thân thương, ngày mới vui vẻ may mắn, luôn luôn bình an trong cuộc sống. Hôm nay Hương mời quý bà con, cô chú bác anh chị em và các bạn đi cùng với Hương đến một địa điểm nổi tiếng nhất tại Thái Lan Bangkok. Một thiên đường ẩm thực rất là đặc sắc, tuyệt vời, hấp dẫn. Và cũng là một địa điểm gần nhất để cho mình khi ăn xong rồi đi mua sắm. Giờ thì Hương mời cả nhà cùng đi với em nhé. Kính mời. Ở tại nơi đây, nhìn vào những món ăn ngon như thế này, Hương không bao giờ cưỡng được hết. Cái nào cũng muốn ăn hết quý vị. Ngon nhất là những món chè. Món này nhìn vào thấy ngon quá. Nhâm mì nhà mà. Trong đây nó bán những món ăn nhìn thấy rất là hấp dẫn, ngon lắm đó quý vị. Một tuần nay Hương không có ăn cơm, giờ đi lựa chọn kiếm cơm ăn. Hello, how are you? Gian hàng ở đây bày bán rất là nhiều món ăn ngon luôn, mà mình thì muốn ăn cơm. Mà ăn cơm thì đơn giản thôi, bởi vì số tiền của bên tour đưa cho mình ăn thì mình phải lựa cho đúng cái số tiền á. Wow, ngồi thịt kho quá trời ngon. Gà Hải Nam. Hương và gia đình còn có 1-2 tiếng nữa là bay về của Việt Nam rồi, cho nên không có dám đổi tiền nữa. Đây là những món ăn của Bangkok, Thái Lan. Rất là giả. Sorry.
Qua cái xôi về xe xôi táo sọ xôi muối chân rồi chè đậu chè bí đỏ đậu me này là cơm rượu đủ trong khi mình chờ đợi chuyến bay của mình đó, thì mình đi đây gần là mình quay hầu như mình hỏi ăn quá trời hấp dẫn vậy đó nha. Thank you.
nhuộm màu. Quá trời đồ ăn. Cái này loại này là ngon nhất, mình phải ăn. 15 bà. Hai. Chè này mình cũng loại. 25 nữa. Chè Thái Hương thích ăn nhất luôn á. Cho mình rửa tay á, khi muốn ăn uống thì rửa tay, còn ăn xong thì rửa cũng được luôn. Rất là ngon.
nội. Chè xôi xôi 60 bát and 100 bát. Thật sự mình cũng chưa biết xài tiền Thái. Một dĩa cơm đơn giản của người dân. Cảm ơn quý bà con, cô, chú, bác, anh chị em thân thương đã luôn đồng hành ủng hộ cho em. Đến đây thì em xin chào và hẹn gặp lại quý vị vào lúc sau. Bye!